Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh khoanh vùng kiểm soát nguồn lây tại công ty Poyuen. HCDC nhận định công ty Poyuen thực hiện đúng các tiêu chuẩn an toàn trong phòng chống dịch. Trưa ngày 10 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết thành phố đang khẩn trương khoanh vùng kiểm soát nguồn lây tại công ty Poyuen để phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, ổn định sản xuất của công ty. Sáng ngày 9 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một nữ công nhân dương tính với nCoV làm việc tại công ty Poyuen Việt Nam, quận Bình Tân. Nữ công nhân này được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 9.499. Sau khi nhận thông tin từ HCDC, các đơn vị liên quan đã tiến hành xử lý khẩn cấp, không để dịch bệnh có thể lây lan. Theo đánh giá ban đầu, bệnh nhân 9.499 là nguồn bệnh xâm nhập vào công ty, chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm trực tiếp tại đây. Theo HCDC, công ty Poyuen Việt Nam có tính chất giống như một khu công nghiệp với khoảng 56.000 lao động. Doanh nghiệp gồm nhiều khu đã được phân luồng để phòng chống dịch lây nhiễm COVID-19, do đó việc điều tra truy vết khoanh vùng có nguy cơ diễn ra nhanh chóng. Hiện toàn bộ lầu 5 nơi bệnh nhân 9.499 làm việc đã được phong tỏa. Kết quả điều tra truy vết có 140 đồng nghiệp làm chung dây chuyền ở nhà máy với bệnh nhân 9.499. Hiện các trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra còn có 344 người làm chung phân xưởng được chỉ định thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cách ly tại nhà. Như vậy, thành phố đã lấy tổng cộng 484 mẫu xét nghiệm, hiện có 344 mẫu âm tính, các mẫu khác đang chờ kết quả. Thành phố cũng sẽ thực hiện xét nghiệm mở rộng tầm soát cho công nhân tại công ty. HCDC đánh giá công ty Poyuen đã thực hiện đúng các tiêu chuẩn an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Hơn nữa, bệnh nhân chỉ tiếp xúc trong khu vực làm việc của mình nên không ảnh hưởng đến các khu vực khác. Hiện các khu vực khác tại công ty vẫn hoạt động bình thường. Vaccine vẫn đang là tấm lá chắn bảo vệ con người trước đại dịch COVID-19. Hiệu quả của vaccine đã và đang được kiểm chứng hàng ngày. Thông tin được đưa ra từ các nhà khoa học Mỹ, quốc gia từng là điểm nóng nhất về số ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Cùng với đó là rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng lần thứ tư đang khiến cho cộng đồng doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nề. Số doanh nghiệp bị giải thể và tạm ngừng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao so với cùng kỳ của năm ngoái. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 vừa diễn ra trong sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Thu Hương sẽ cung cấp thông tin chi tiết từ hội nghị này. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thì từ đầu năm đến nay đã có 1.365 doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, 42.500 công nhân, người lao động phải mất việc làm. 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mà trả lương cho công nhân, 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, 9.308 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 5 cái khó khăn chung của các doanh nghiệp hiện nay, đó là lao động tham gia sản xuất, cái lượng thì là sụt giảm, phát sinh chi phí phòng ngừa dịch COVID-19, người lao động thì bị cắt giảm giờ làm hoặc là buộc phải nghỉ giảm việc, gián đoạn trong tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng và thiếu cái nguồn nguyên liệu sản xuất, chi phí sản xuất tăng cao làm cho cái giảm cái sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp thì mong muốn là tái cấu trúc, chuyển đổi sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số đẩy mạnh mua bán online nhưng mà lại đang kẹt về vốn. Vì thế thì thành phố cần phải có chính sách hỗ trợ hợp lý, kịp thời, đặc biệt là liên quan đến vấn đề về lãi suất cho vay. Bên cạnh đó thì nhiều doanh nghiệp còn kiến nghị đó là xin cơ chế để doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vaccine, chủ động tiêm cho công nhân, người lao động. Phát biểu tại hội nghị, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết là tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố thì vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng mà thành phố thì vẫn đang có cố gắng hết sức để mà thực hiện cái mục tiêu kép. Hiện nay thì mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phải chi khoảng 7 tỷ đồng cho cái công tác xét nghiệm. Mục tiêu chính đó là sẽ tiêm vaccine cho toàn bộ người dân thành phố trong thời gian tới. Ông Phong thì cũng khẳng định là sẽ không đứng ngoài cuộc những cái khó khăn của doanh nghiệp mà sẽ cùng đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt khó. Vừa qua thì thành phố đã thành lập tổ công tác nhằm giải quyết nhanh kịp thời các cái hồ sơ những cái dự án còn vướng mắc. Hiện nay thì Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là sẽ kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu đề xuất thực hiện một loạt các cái giải pháp hỗ trợ trọng tâm. Về tài chính thì thành phố sẽ kiến nghị xem xét giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2021. Xem xét kéo giảm cái tiền thuê đất đối với doanh nghiệp du lịch năm 2021.
xem xét là tiếp tục gia hạn giảm phí thẩm định hồ sơ, cấp phép kinh doanh lữ hành và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đến hết năm 2021. Những cái kiến nghị cụ thể của những cái doanh nghiệp tại hội nghị lần này thì sẽ được chúng tôi thông tin trong bản tin thời sự vào tối nay. Mời quý vị cùng đón xem. Rút bài học kinh nghiệm từ thành phố Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, nhiều địa phương trên cả nước đã lên phương án phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất để ngăn không cho dịch bệnh tràn vào các khu công nghiệp, gây đứt gãy chuỗi sản xuất. Phóng viên Hoàng Hợp cập nhật thông tin từ Nam Định. Xin chào trường quay, tôi đang có mặt ở khu công nghiệp Bảo Minh, tỉnh Nam Định. Đến thời điểm hiện tại, dù chưa xuất hiện ca F0 COVID-19 nào, nhưng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã nâng chế độ cảnh báo lên chế độ cao nhất để đảm bảo điều kiện phòng chống dịch, rút kinh nghiệm từ trường hợp Bắc Ninh, Bắc Giang và Đà Nẵng trong thời gian vừa qua. Nếu như trước đây, công nhân tới nhà máy chỉ phải kiểm tra thân nhiệt một lần trước khi vào sản xuất, thì nay tăng lên 2 lần vào giữa và đầu ca sản xuất. Như các bạn thấy, tất cả các công nhân đều phải xếp hàng với khoảng cách là 2 mét trước khi vào bàn ăn. Đây cũng được kéo dài thời gian ăn từ 10 giờ đến 12 giờ để công nhân có thể ngồi khoảng cách với nhau và không ngồi đối diện nhau. Khu công nghiệp thì cũng đã chuẩn bị cho những kịch bản khi có tình huống F0 xuất hiện. Chẳng hạn như là phòng y tế thì đã luôn sẵn sàng đón những công nhân có dấu hiệu bất thường như là ho sốt để có biện pháp xử lý kịp thời. Hiện các đơn vị cũng đang xây dựng kế hoạch diễn tập để tất cả các nhà máy trong khu công nghiệp đều hiểu rõ quy trình cần thực hiện khi xuất hiện tình huống F0 xảy ra. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì cũng đồng lòng với tỉnh Nam Định trong công tác phòng chống dịch. Vào 15 giờ chiều nay, các doanh nghiệp sẽ tổ chức quyên góp để đóng góp vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Nam Định. Bây giờ xin trở lại với trường quay. Có thể thấy là tất cả rất nhiều những địa phương trên cả nước đã và đang bắt đầu vượt qua đại dịch COVID-19. Tỉnh Bắc Giang thì cũng đã trải qua hơn một tháng đối mặt chiến đấu với cuộc chiến cam go chống giặc COVID-19. Trong cuộc chiến này thì mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất đang được kiên định thực hiện. Rất nhiều các biện pháp chỉ đạo quyết liệt đồng bộ giúp chuỗi cung ứng dần được nối lại, nông sản của người dân được tiêu thụ một cách thuận lợi hơn. Chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo giao thương hàng hóa. Mới đây thì Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép mở cửa tạm thời chợ Đầm Sen thuộc quận 11 từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 để bán hoa phục vụ nhu cầu tiêu dùng hoa trong dịp Tết Đoan Ngọ sắp tới. Việc mở cửa trở lại chợ Đầm Sen nhằm hỗ trợ cho người nông dân tỉnh Lâm Đồng và tiểu thương tại thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ lượng hoa đã trồng phục vụ trong dịp Tết Đoan Ngọ đến thời điểm thu hoạch. Theo thông tin từ Hiệp hội Hoa thành phố Đà Lạt, dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và người trồng hoa của thành phố này đã cam kết với hơn 200 sạp hoa tươi, hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Đầm Sen với quy mô trên 20 triệu cành hoa. Hoa từ chợ Đầm Sen cung cấp cho các chợ trong thành phố như chợ Hồ Thị Kỷ, Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn và tỏa đi các chợ nhỏ khác của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cung ứng cho các tỉnh thành lân cận và cả khu vực miền Tây Nam Bộ. Sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 70 ca mắc mới COVID-19 tại 5 địa phương trên cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số ca mắc nhiều nhất với 26 trường hợp. Như vậy, tính đến nay, thành phố này đã có hơn 500 ca nhiễm phải nhập viện điều trị. Đáng nói hơn cả là trong số đó có 18 bệnh nhân nặng cần hồi sức, nhiều trường hợp chạy ECMO, 2 trường hợp tử vong có bệnh nền. Sự phức tạp của đợt dịch lần này đã khác biệt so với trước đó và gánh nặng điều trị cũng bắt đầu trở nên vất vả hơn. Bệnh nhân 8944 là một chiến sĩ công an mắc COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dù mắc bệnh ở ngày thứ 7, nhưng bệnh nhân đã diễn tiến rất nặng, phụ thuộc máy thở, chỉ định chạy ECMO, lọc máu. Bệnh nhân được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy, giảm áp lực cho bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Thì dự kiến nhận khoảng từ 6 cho tới 8 bệnh COVID nặng thôi để hồi sức phụ hỗ trợ. Nhưng mà do cái tình hình diễn biến nó có thay đổi, thì hiện nay là cái số ca mà COVID nặng bây giờ đã lên tới con số là 14. Giai đoạn này gánh nặng đang chuyển sang dần khối điều trị khi nhiều ca bệnh diễn tiến rất nhanh. Ngày 7 tháng 6, Bệnh viện quận Gò Vấp xác nhận một ca tử vong trên đường chuyển viện với tình trạng siêu hấp sau 6 ngày có triệu chứng, xét nghiệm dương tính với nCoV. Thực tế cũng đã xuất hiện các ca bệnh trẻ tuổi vẫn có thể tử vong. Cũng có khả năng là do một cái chủng mới có thể tấn công vào người trẻ, nhưng mà cũng có khả năng là trong quá trình tiếp cận với bệnh nhân á, có thể là bệnh nhân tới trẻ. Đó, thì cái đó chúng ta sẽ thấy là những cái bệnh nhân trẻ vẫn có khả năng sẽ tử vong. Khi mà số ca tích lũy đủ nhiều á, thì chúng ta mới thấy được cái mô hình bệnh tật và cũng thấy được cái mô hình tử vong của nó. Toàn thành phố hiện có bệnh viện dã chiến Củ Chi, bệnh viện điều trị COVID Cần Giờ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhi đồng 2,
với tổng công suất 1.944 giường sẵn sàng tiếp nhận các ca COVID. Trong những kịch bản phức tạp hơn, thành phố và ngành y tế cũng đã có các phương án. Thì thành phố cũng đã chuẩn bị cái phương án sẵn sàng khi thành phố có 5.000 ca dương tính để và triển khai các cái bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng được cái nhu cầu điều trị của thành phố. Khoảng 200 cái giường bệnh ICU mà điều trị bệnh nhân nặng các nhà thì nó chỉ trong đó có 50 giường bệnh nhân nặng, rất nặng thì phải có chuẩn bị cái phương án như thế, bởi vì lần này ấy, thì báo cáo chính là cái chủng này nó vừa lên nhanh nhưng đã có những cái biểu hiện tăng nặng. Trước đây chúng ta có tử vong đó, đợt dịch thứ ba không có tử vong, nhưng đợt dịch này nó bắt đầu tử vong nhiều rồi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện được yêu cầu khẩn cấp chuyển đổi thành chuyên điều trị bệnh nhân COVID với công suất 400 giường. Ngay trong ngày 9 tháng 6, bệnh viện đề xuất tạm chuyển người bệnh nội trú đến các bệnh viện khác để ưu tiên tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.